Lời đầu tiên thầy xin chào tất cả các em học sinh trường Tiểu học Phùng Hòa, thành phố Huế. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Phú, tên đầy đủ là Trần Nhân Phú. Hiện tại thầy là giáo viên tổng phụ trách đội. Và bây giờ thầy sẽ chia sẻ và hướng dẫn với các em bài nhảy được mang tên Cùng Quân Ghi Bàn. Và chúng ta cùng tập luyện nhé. Động tác đầu tiên được thực hiện như sau. Chúng ta hãy đặt chân trái lên bên phải. 1. Tay đánh tự nhiên. 2. Đưa lưu sau. 3. Tiếp tục. 4. 5. Chúng ta đặt chân nửa vòng tròn. 6. 7. 8. Về tư thế ban đầu. Tương tự, chúng ta đổi bên. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Động tác thứ hai được thực hiện như sau. Chân phải bước lên trước. 1. 2. Rút chân trái lên. 3. Chân phải bước lưu sau. 4. Rút chân phải về. Và chúng ta sẽ nhảy đánh tay 5 nhịp. À, 4 nhịp. Đưa lên cao. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Các em đã nắm rõ được chưa nào? Và động tác này chúng ta sẽ thực hiện 4 lần. Mỗi lần 8 nhịp. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ đếm nhịp và các em cùng thực hiện nhé. Chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bước lên. 1, 2, 3, nhảy. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo được thực hiện như sau. Chúng ta bước chân trái sang ngang, hai tay dang rộng. 1, 2, đổi bên. 3, nhịp thứ tư chúng ta khép chân và khép tay về tư thế nghiêm. 5, chúng ta hai tay đưa cao, đánh sang trái. 1, 2, 3, 4, về lại. 5, 6, 7, 8. Rồi các em rõ chứ nào? Và động tác này chúng ta cùng thực hiện 4 lần, mỗi lần 8 nhịp. Chúng ta bắt đầu thực hiện động tác nào. Chuẩn bị. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác tiếp theo, chúng ta nhảy, khép hai chân lại, tay đánh, một tay thôi nha, đánh hai nhịp, 1, 2 và chúng ta nhảy tại chỗ, 1, 2 và đổi bên, động tác nha. Chuẩn bị, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, đặt chân trái. 1. Tay trái đánh sang ngang. 2. Khép lại. 3. Đổi bên. 4. 5. 6. 7. 8. Rồi chúng ta cùng thực hiện nhé. Chuẩn bị. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Đặt chân. 2. 2. 3. 4. 5, 6, tiếp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đặt chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Rồi, động tác tiếp theo. Tiếp theo, chúng ta thực hiện như sau. Chân trái bước sang ngang. 1, đồng thời tay, hai tay đánh lên cao, chéo. 1, 2, thu chân về, thu tay về. Tương tự, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta xoay hai tay trước mặt.
từ phải sang trái rồi ngược lại. 2, 3, 1, 2, 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, 8. Và chúng ta cùng thực hiện động tác nhé. Chuẩn bị. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, làm lại nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Động tác cuối cùng của chúng ta trong bài nhảy này. Hai chân đứng rộng bằng vai. Hông đánh tự nhiên sang, sang phải rồi sang trái. Tay của chúng ta thực hiện như sau. 1, 2, 3, 4, tương tự 5, 6, 7, 8. Và hông chúng ta đánh như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đá chân và đánh tay về bên, bên trái như thế. 1, 4 nhịp nha. Chuẩn bị 2, 3, 1, 2, 3, 4. Đánh hai tay. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tập luyện các động tác trong bài nhảy cùng quân ta ghi bàn. Và sau đây thầy xin mời tất cả các em học sinh trường tiểu học Thuận Hòa chúng ta cùng nhảy lại với bài nhảy này và có ghép nhạc. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bừng, suốt trái bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lên hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chúng ta sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến thắng vang dội. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn vì quân luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đông chúng ta quân nào? Từng mạnh lên nữa đi cho bao người đam mê có cùng. Chạy, yeah, từng bay lên cao đi papa bừng, sút trái bóng mê say mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Như con sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lên hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng ta ghi.